Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại công ty HCTech. Thì hôm nay mình lại giới thiệu cho mọi người một cái mã sản phẩm mới, đó chính là cabi trong của bơm hút chân không. Đây chính là cabi trong. Tại sao chúng ta lại không sử dụng cái ca của vòng bi? Đây là ca của vòng bi, mà chúng ta lại phải sử dụng cái ca trong dài như thế này của hãng như này. Tại vì như mọi người nhìn thấy đây chính là cái ca của vòng bi này. Thì thông thường các cái cabi trong nó chỉ ngắn như này thôi, nó chỉ vừa đủ cái vòng bi đây, chỉ vừa đủ cho cái vòng bi này thôi, và không có cái chỗ cho cái phớt của chúng ta nằm lên như này. Thì đây mình đang mô phỏng cho mọi người thấy là cái phớt thông thường là những cái đối với những ca to này thì sẽ sử dụng hai phớt, một đầu hai phớt, và có một cái chặn ca ở giữa như này đấy, và đây có một cái chặn nữa. Thì sau đó chúng ta sẽ nắp vòng bi vào đây như thế này, thì chúng ta mới có cái khoảng không để mà nắp vòng bi. Đấy, vòng bi sẽ nằm ở đây, còn bên ngoài sẽ là phớt làm kín. Nếu chúng ta sử dụng cái cabi nhỏ như thế này thì sẽ không có chỗ nắp phớt và dầu sẽ bị ra bên ngoài. Nếu mà quý vị có bị các cái cabi này có bị ghẻ, bị ăn mòn do phớt cứa vào đây hoặc vòng bi chạy ăn mòn quét vào đây, thì hãy liên hệ cho mình để mua cái sản phẩm là cabi trong này với mức giá ưu đãi. Thì mọi chi tiết thì có thể liên hệ cho mình theo hotline là 0904 643 816 hoặc 0902 176 051 để được tư vấn cũng như là báo giá chính xác về cái cabi trong này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.